Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến sơ kết một năm tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Dự tại điểm cầu Bạc Liêu có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều. Theo báo cáo của Bộ Công an, qua một năm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhận thức hành động của các cấp các ngành về chuyển đổi số nói chung, thực hiện đề án 06 nói riêng có sự chuyển biến tích cực. Các cấp các ngành và địa phương đã nhìn nhận rõ hơn về thực trạng hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh an toàn và yêu cầu hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện đề án 06. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn không ít những tồn tại hạn chế. Hạn chế lớn nhất là điểm nghẽn về pháp lý. Việc rà soát sửa đổi đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm so với yêu cầu, vẫn còn hơn 300 thủ tục hành chính cần tiếp tục sửa đổi đơn giản hóa. Cùng với đó là điểm nghẽn về dịch vụ công trực tuyến, phát triển hạ tầng số còn nhiều bất cập, chưa khắc phục được tình trạng manh mún, cát cứ thông tin, chia cắt và co cụm dữ liệu. Công tác an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi còn chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng tấn công mạng có xu hướng gia tăng, vẫn còn tình trạng chưa bảo đảm về an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu công dân gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương trong tháo gỡ các điểm nghẽn đối với đề án 06 và thực hiện chỉ thị số 18 để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Đồng thời nhấn mạnh để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và khắc phục những khó khăn hạn chế hiện nay, thời gian tới các bộ ngành địa phương cần quán triệt, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thúc đẩy triển khai đề án 06 và phát triển thương mại điện tử. Huy động sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hiệu quả hơn, nhất là người đứng đầu các bộ ngành địa phương. Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, thí điểm các mô hình mới trong triển khai đề án 06 và phát triển thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển. Thủ tướng Chính phủ khẳng định phải lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm trong triển khai đề án 06 và phát triển thương mại điện tử. Để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng những thành quả từ đề án 06 và thương mại điện tử mang lại thì mới thu hút sự tham gia của người dân, doanh nghiệp. Song song đó, tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn tồn tại, khẩn trương hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu về dân cư, kết nối chia sẻ dữ liệu nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung.